Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Linh, hiện đang là chuyên viên đào tạo của công ty Kỳ Phong. Hôm nay Kỳ Phong sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mà Kỳ Phong đang nhập khẩu và phân phối, đó chính là viên uống sữa ông chúa kết hợp với collagen boomerang. Thì thông thường khi mà mình bước sang độ tuổi 25, các bạn sẽ gặp các vấn đề về lão hóa da cũng như là sức khỏe bị suy giảm. Chính vì vậy, viên uống sữa ông chúa 2 trong 1 giữa collagen và sữa ông chúa sẽ giúp cho bạn cải thiện các vấn đề về da như là lão hóa da, tăng độ đàn hồi cho da, đồng thời sẽ đem đến cho bạn một sức khỏe và cũng như là sức đề kháng tốt hơn. Video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về sản phẩm viên uống sữa ông chúa kết hợp với collagen boomerang gồm có 5 phần. Các bạn cùng theo dõi video sau nhé. Phần thứ nhất, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về sữa ông chúa. Thì sữa ông chúa chính là thức ăn để nuôi con ông chúa do con ông thợ nhả ra từ tuyến nước bọt của nó. Thì sữa ông chúa chứa rất là nhiều dưỡng chất. Chính vì vậy mà khi con ông chúa ăn sữa ông chúa thì nó sẽ có kích thước cũng như là tuổi thọ sống được lâu hơn rất nhiều so với con ông thợ. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa sữa ông chúa và collagen, boomerang không chỉ mang đến cho bạn một sức khỏe dồi dào mà còn đem đến cho bạn một làn da hoặc là mịn màng, căng bóng và có độ đàn hồi cao. Sữa ông chúa boomerang còn có các dưỡng chất thiết yếu cần cho hoạt động của cơ thể và các vitamin, khoáng chất, các amino acid, các chất chống lão hóa giúp cho làn da luôn căng bóng, mịn màng và chống lại vấn đề về lão hóa da. Ngoài ra thì thành phần collagen trong sản phẩm còn giúp cho cơ, xương, khớp và móng khỏe mạnh hơn. Phần thứ hai là về công dụng của viên uống sữa ông chúa và collagen boomerang. Thì sữa ông chúa gồm có 3 công dụng chính. Thứ nhất là giúp cho cơ thể bồi bổ hơn, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thứ hai, giúp ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Và thứ ba là cải thiện về vấn đề lão hóa da, giúp cho làn da mịn màng. Ngoài ra còn giúp hỗ trợ điều trị nám và tàn nhang. Phần thứ ba thì mình sẽ giúp cho các bạn cách để phân biệt sữa ông chúa thật và sữa ông chúa giả. Thì viên uống sữa ông chúa kết hợp collagen boomerang là hoàn toàn không có chứa phẩm màu và là sữa ông chúa nguyên chất. Chính vì vậy mà cái cơ chế tự nhiên của sữa ông chúa thì nó sẽ bị ngã màu theo tự nhiên. Thì đó là cơ chế của sữa ông chúa thật, nó khác với những cái sản phẩm mà sữa ông chúa có chứa phẩm màu khác trên thị trường. Phần thứ tư là cách sử dụng và đối tượng sử dụng viên uống sữa ông chúa collagen và boomerang. Mỗi ngày mình có thể uống 2 viên, mỗi lần 1 viên. 1 viên vào buổi sáng trước khi ăn sáng 15 phút và 1 viên vào buổi tối trước khi đi ngủ 30 phút. Và viên uống sữa ông chúa kết hợp collagen boomerang này có thể dùng được cho cả nam và nữ, đặc biệt là những người muốn cải thiện về vấn đề sức khỏe và cải thiện về vấn đề về làn da, chống lão hóa da. Chắc là các bạn đang thắc mắc không biết là có thể tìm mua được sản phẩm viên uống sữa ông chúa và collagen boomerang này ở đâu đúng không ạ? Thì viên uống sữa ông chúa collagen boomerang này hiện đang bán tại các hệ thống siêu thị làm đẹp và các nhà thuốc trên toàn quốc. Viên uống sữa ông chúa và collagen boomerang hiện tại đang có 2 loại. Một loại là 120 viên và một loại là 360 viên. Nếu các bạn cần tư vấn chi tiết thì vui lòng liên hệ số hotline 090 522 3817 hoặc comment ở video này để được tư vấn chi tiết nhé. Và các chị em hãy nhớ sử dụng viên uống sữa ông chúa và collagen boomerang thường xuyên để đạt được kết quả tốt. Chúc các chị em phụ nữ luôn luôn khỏe mạnh và xinh đẹp.